Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tạo page bằng phần mềm Fplus Chrome. Để thực hiện được chức năng này, các bạn sẽ mở phần mềm Fplus lên, chọn vào tab Fplus Chrome. Tại đây thực hiện chọn tiếp và tab tạo page. Đây chính là màn hình của giao diện tạo page. Để thực hiện chức năng này, đầu tiên các bạn sẽ phải thực hiện chọn tài khoản mà các bạn muốn thực hiện tạo page trước. Để chọn tài khoản thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn click vào tất cả để thực hiện tải tất cả danh sách tài khoản của các bạn ở mục quản lý tài khoản sang. Hoặc cách thứ hai là các bạn sẽ click vào chọn tài khoản, thực hiện chọn tài khoản mà các bạn muốn tạo page. Sau khi đã thực hiện chọn tài khoản xong, bây giờ các bạn sẽ thực hiện thiết lập. Đầu tiên các bạn sẽ thực hiện nhập danh sách tên page của các bạn vào. Hoặc là các bạn có thể tích vào mỗi tài khoản một file danh sách page. Các bạn có thể chọn một trong hai. Đối với mục danh sách tên page thì các bạn sẽ nhập trực tiếp tên page. Phần mềm sẽ thực hiện chia đều cho tài khoản của các bạn để thực hiện tạo. Hoặc cách thứ hai là các bạn sẽ click vào tài khoản. Click vào mỗi tài khoản một file danh sách page. Click chọn file. Chọn file mà các bạn muốn tạo tên page. Sau khi đã thực hiện chọn tên page xong, các bạn sẽ thực hiện chọn đến file folder ảnh để thực hiện tạo avatar và cover cho page của mình. Các bạn sẽ click vào folder avatar. Click vào chọn. Chọn folder mà các bạn muốn thực hiện lấy ảnh. Đối với cover cũng tương tự như vậy. Tiếp theo các bạn chuyển đến mục tên chuyên mục. Các bạn sẽ nhập tên chuyên mục mà các bạn muốn thực hiện để. Tiếp theo là mô tả. Các bạn sẽ nhập nội dung mô tả cho page của mình. Nếu như các bạn muốn mời ai đó làm quản trị viên cho page của mình, thì các bạn sẽ nhập UID hoặc là cookie muốn mời làm quản trị viên vào ô trống. Nếu như các bạn chạy nhiều tài khoản, các bạn có thể thiết lập số tài khoản muốn chạy song song cùng một lúc và thiết lập số lượng chạy. Lưu ý đối với những bạn mà sử dụng chạy nhiều tài khoản thì các bạn nên sử dụng thêm công cụ đổi IP, ví dụ như là DCOM, Proxy SSH hoặc là TM, TinSort. Các bạn sẽ click vào Reset DCOM sau khi chạy được bao nhiêu tài khoản đó tùy theo số lượng các bạn thiết lập. Thực hiện thiết lập thời gian delay giữa mỗi lần tạo page. Đối với những bạn có tài khoản quảng cáo, các bạn có thể thực hiện tạo page trên Business. Các bạn sẽ thiết lập số lượng page muốn tạo trên một tài khoản. Lưu ý là một ngày thì các bạn chỉ nên tạo 6 page cho một tài khoản. Bây giờ mình sẽ click vào bắt đầu để phần mềm tiến hành thực hiện tạo page.
Phần mềm đang tiến hành tạo vết. Phần mềm đang tiến hành mời một UID làm quản trị cho page đó. Chỉ cần thiết lập như vậy là các bạn đã có thể thực hiện tạo page thành công cho tài khoản của mình.